Nửa đêm tỉnh giấc, người mẹ bất ngờ không thấy con đâu. Một đoạn video ngắn được trích xuất từ camera đăng tải lên mạng xã hội với nội dung người mẹ đang ngủ giật mình, sờ qua bên cạnh không thấy con mình đâu, hốt hoảng lò mò tìm con. Thì ra em bé nằm ngang trên đầu giường, thật là hú hồn chi mén. Người mẹ vội bế con mình lại đúng tư thế ngủ. Các bạn nhỏ không trang này luôn làm cho các mẹ hoang mang tột độ vì những pha luồn lách nghịch ngợm đáng yêu lúc thức giấc cho đến khi ngủ. Ngay lập tức bên dưới video, rất đông netizen đã để lại những bình luận góp ý cho video cũng như cảnh giác cho những người làm mẹ. Sao không cho con nằm trong, thấy bịp bịp, cho nằm ngoài quay clip cho dễ thấy hả? Ủa sao lại để con nằm ngoài mà không có thanh chắn? Chắc mẹ nó sợ ma, để đứa nhỏ nằm ngoài. Qua đoạn clip ngắn, đơn giản như trên, chúng ta cũng rút ra được rất nhiều bài học về khía cạnh làm mẹ, cũng rất thông cảm cho những người lần đầu làm mẹ. Đôi khi họ còn bỡ ngỡ lo sợ những điều nhỏ nhặt không tốt đến với con mình. Nên các bạn hãy thông cảm, đừng trách sao phụ nữ có con rồi, lại hãy quên trước quên sau nữa nhé. Người mẹ đỡ con bằng chân khiến dân mạng trầm trồ. Đoạn clip vỏn vẹn trong vòng 30 giây được trích xuất từ camera trong nhà. Hình ảnh một em bé leo lên tủ tivi ngồi nghịch, người mẹ từ trong bếp vừa uống nước đi ra phía tivi. Vừa lúc em bé nghịch ngợm tuột người rất khỏi kệ tủ tivi, người mẹ nhanh trí đưa chân ra đỡ đầu con, không một động tác thừa. Rất may, em bé tinh nghịch an toàn không làm sao cả. Sau khi clip và nội dung trên được chia sẻ đã nhận được nhiều ý kiến của cộng đồng mạng xã hội, đa số đều để lại những bình luận hài hước cho người mẹ và ví von cô nàng như một cầu thủ đá cầu chuyên nghiệp. Tuyển thủ đá cầu đây chứ đâu? Bánh bèo mà ẵm em rồi thì là siêu nhân mẹ hết. Đoạn clip trên cũng cho ta thấy việc trông con nhỏ không phải là vấn đề đơn giản, phải thật nhanh tay nhanh chân vì trẻ em không bao giờ chịu yên phận. Nên các anh đàn ông đừng trách vợ mình tại sao chỉ ở nhà làm việc nhà trông con mà cũng không xong. Và cũng nhắc nhở các bậc phụ huynh khi nhà có con nhỏ nên nhớ cẩn thận và những đồ vật cần có đồ bảo hộ để tránh những rủi ro đáng tiếc. Các bạn đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức thú vị xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.